kẹp rau ăn là số dách luôn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh video của mình. Mình là Hoàng Phú. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh video ăn uống và mukbang của Phú nha. Hôm nay thì Phú mời mọi người cùng ăn bánh khọt với Phú nha. Là trên cái mâm này có 50 cái bánh khọt nha mọi người. Phú đã đặt mua 5 phần và mỗi phần là 10 cái đó. Thôi bây giờ không nói nhiều nữa, Phú mời mọi người cùng ăn Phú nha. Uống miếng nước cái đã. Mirinda đá me. Rồi, bây giờ mời mọi người cùng ăn Phú nha. Nó thơm, nó béo. Béo cái mùi nước cốt dừa. Cái phần tôm này là mọi người, người ta cắt nhỏ 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 ra và đem gia vị ăn rất là ngon luôn. Chấm với nước mắm làm, trời ơi. Lâu rồi Phú mới được ăn lại cái bánh này đó mọi người. Chắc cả năm trời rồi đó. Chắc cũng cả năm trời mới ăn lại cái bánh này mọi người. Và Phú mua của, cũng như đợt trước Phú nói mọi người, Phú cũng đang lướt, Phú lướt ở trên cái chợ, chợ online giá Kiên Giang chỗ Phú ở mọi người, ta bán đồ ăn á, rồi Phú đặt mua về thôi mọi người. Ngon quá. Kẹp rau ăn là số dách luôn. Một phần á thì cũng 10 cái mọi người. Và một phần cái gì thì là 25 ngàn. Mà Phú đặt mua 5 phần
là 125.000 cho cái bữa ăn hôm nay của Phú nha. Lâu lâu ăn lại nó đã thèm ghê luôn á mọi người. Cái ớt bằm cho vô cũng được. Có ai thuộc tem bánh khọt không? Vào comment ở dưới điểm danh cho Phú biết với nha. Không biết có xử hết 50 cái này hay không, nhưng mà Phú nghĩ á, một phần 10.000 mà một phần 25.000 mà 10 cái vậy thì tính ra một cái là 2.500 nha mọi người, chưa tới 3.000 một cái. Dưới quê Phú á, bán đồ ăn Phú thấy cũng ok, cũng vừa 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 giá tiền vừa rẻ lắm mọi người. Cái món này mà cái hồi mà Phú nhớ cái hồi mà cấp 3 á mọi người, cái lúc mà Phú còn mập thù lù á là Phú rất là thích ăn cái món này luôn. Thời cấp 3, thời cấp 2 á mọi người, lúc mà Phú còn mập thù lù á, chưa có giảm cân á, là Phú rất là mê ăn cái món này. Đã quá, ngon ghê. Cả năm nay rồi không có ăn, giờ mới ăn lại đúng không ạ? Cho nên là bạn nào mà dưới cảnh giác Kiên Giang mà muốn ăn cái loại bánh này mà muốn ship lại tận nhà, tôi sẽ để link Facebook của cái người bán này cho mọi người nha. Có ai mà khéo tay á, biết làm món này á, tự làm ăn. Ở trên thì có tôm, tôm dụng với lại đậu á, trời ơi ăn ngon quá mọi người. Phú nhờ người ta đổ xong là ship lại liền cho Phú, cho nên là bây giờ bánh nó vẫn còn rất là nóng, rất là ngon luôn. Phú nhớ hồi nhỏ Phú đâu có ăn nhiều cái gì đâu mọi người, mà không hiểu sao lớn lên là ăn rất là nhiều luôn. Phú nghe ba mẹ Phú kể hồi nhỏ nha mọi người, lúc mà còn nhỏ xíu á mọi người, 3 4 tuổi là Phú bị suy dinh dưỡng luôn á mọi người, do là kén ăn không có ăn cái gì hết trơn á. Xong rồi cứ ba mẹ Phú cứ ép ăn vậy đó mọi người, ép ăn vậy đó. Xong rồi ăn được mọi người, lên cấp 1 thì vẫn chưa có mập gì đâu, mà lên tới cấp 2 nha,
là bắt đầu nó mập dần đều nha mọi người. Lên tới cấp 2, cấp 3 là nó mập. Mà khủng hoảng nhất là lên cấp 3 là Phú mập tù lù luôn mọi người, béo phì luôn. Và Phú nhớ cân nặng lúc đó của Phú là cả hơn 100 kg đó mọi người. Tại vì mình không có kìm hãm được cái miệng ăn của mình đó mọi người. Với lại cái tuổi ăn lúc đó là tuổi ăn tuổi lớn mọi người, cấp 3 mà. Tôi ăn được, ngủ được. Mặc dù ba ba Phú đã ngăn cấm, không phải là ngăn cấm, nói ngăn cấm thì rất là tội nghiệp cho ba Phú, mà kiểu như là hạn chế cho Phú ăn nhiều nhất có thể rồi. Nhưng mà người ta nói có cái câu là càng hạn chế, càng ngăn cấm thì nó sẽ càng làm tới, nó sẽ càng làm nhiều hơn mọi người. Và Phú cũng vậy mọi người. Ba Phú càng cản Phú ăn là Phú càng ăn nhiều hơn. Phú ra ngoài Phú ăn giặt không, Phú lén ba Phú Phú ăn này kia. Với lại kiểu lúc đó Phú đã cũng đã ăn quen rồi đó mọi người, quen với một cái lượng lớn thức ăn dung nạp vào cơ thể hoài như vậy rồi, mà bắt Phú giảm liền một lần Phú đâu có chịu nổi. Cho nên là phải ăn ăn đúng cái liều lượng lúc đó mình ăn, hoặc có khi là còn phải ăn nhiều hơn đó mọi người. Thế là nó cứ bắt đầu nó mập lên mọi người. Phú nhớ là cái lúc Phú đang ôn luyện thi đại học mọi người, là lúc đó là cái khoảng thời gian là Phú nặng nhất, Phú mập, Phú rất là mập mọi người. Phú nhớ lúc đó Phú lên cân á, lên ký á, xong Phú lên cái cây cân là nó, cái cây cân nó chỉ qua số hơn 100 kg, khoảng 105, 106, 107 kg gì đó mọi người, quên mất rồi. Nhưng mà đỉnh điểm là khi mà Phú lên học đại học năm nhất, năm thứ hai mà Phú lên cân á, đi khám sức khỏe lên cân á là 109, 110 kg đó mọi người. 109, 110 kg đó. Ghê không? Và qua tới năm 3, mặc dù có ý định giảm cân nhưng chưa có làm được nha mọi người. Qua tới năm 3 tính giảm cân nhưng chưa làm được nha. Ý định giảm cân không thành mọi người, vì không có quyết tâm. Giảm được một thời gian cái nghỉ giảm, ăn không chịu không nổi mọi người. Tôi có nhớ là Phú lên tới đại học năm tư, Phú còn nhớ thời gian đó là đầu năm 2017 nữa mọi người, là Phú đã bắt đầu mới vô cái chế độ là ăn kiêng giảm cân đó mọi người, là giảm hoàn toàn tinh bột chứ không ăn cái gì liên quan đến đồ ngọt và đường đó mọi người. Là nó bắt đầu nó xuống từ từ mọi người, nhưng mà phải quyết tâm nha. Không quyết tâm là không được, không quyết tâm là thất bại liền. Bởi vì những cái người nào mà mập á, xong mà giảm cân lại còn ốm nhom á, là những người đó mọi người phải tôn trọng những người đó nha mọi người. Bởi vì người ta có một sự quyết tâm rất là cao độ, có một cái ý chí và nghị lực quyết thắng rất là cực kỳ cao như Phú. Cái lúc Phú mập đâu có ai nghĩ là Phú sẽ giảm cân và ốm được đâu mọi người. Người ta nghĩ Phú là sẽ mập suốt đời. Để Phú note lại video là sao Phú chỉ kể mọi người
cái khoảng thời gian mà 3 phút ngăn tắm phút ăn như thế nào, mọi người mắc cười lắm, vui hài lắm, để ghi giấy lại mới được mọi người, không thu quên nữa. Nhiều chuyện là mình phải ghi giấy lại để nhớ rồi kể cho mọi người nghe. Nãy giờ ăn không biết bao nhiêu cái mọi người, nhưng mà mâm trên đây là 50 cái đó. Nó béo nó ngon mà Phú đang thèm ăn cái bánh này nữa mọi người, cho nên là ăn nó đã nó phê cái miệng lắm. Cái bàn này cho Phú rất là nhiều rau và nước mắm luôn. Và Phú cũng sẽ để thông tin Facebook của cái bạn bán bánh khòn này cho những bạn ở dưới Gạch Giá Kiên Giang giống Phú nha. Ai muốn ăn thì đặt mua ha. Giống như hồi nhỏ Phú nha mọi người, ăn được cái là thắng không kịp luôn. Nhưng mà ăn lúc đó còn kén ăn thì không sao nha. Mà Phú nhớ là khoảng thời gian lên cấp 1 bắt đầu Phú ăn được mọi người là ngưng không kịp luôn. Kiểu là mình thèm ăn hay sao á mọi người, là cứ ăn luôn mà lúc đó không kìm hãm lại cho trẻ em, cho trẻ nhỏ hay là cho mấy đứa không nít đó là nó sẽ mập liền luôn á. Mẹ Phú á thì thương Phú, không có cản Phú ăn mọi người. Trong gia đình thì chỉ có ba Phú thôi. Ba Phú sợ Phú bị mập, bị béo phì. Nhưng mà không ngờ càng cản Phú thì Phú lại càng làm tới mọi người. Để video lần sau Phú kể cho. Còn mẹ Phú á, lâu lâu Phú hay chọc mẹ Phú gì nè. Ủa sao hồi xưa mẹ không chịu cản con ăn, để con mập tù lù đi, giờ con giảm cân chi cho nó khổ. Mẹ Phú nói là trời ơi, hồi đó thấy mẹ ăn được con mừng muốn chết. Thấy ăn được ngủ được ăn ngon đâu dám cản, thấy thương mấy bà mẹ ghê luôn. Cái chủ đề mà Phú giữ dáng giữ cân nặng khi mà Phú quay những cái video mukbang kiểu này á là nó nằm ở một cái trường phái khác rồi nha, nó không liên quan gì đến cái vụ mà giảm cân đâu nha mọi người. Kẹp ra ăn tiếp. Để giữa đây luôn đi, trời ơi, ngu dễ sợ. Giờ mới nhớ. Trên bàn giờ còn có 15 cái nữa mọi người. Người Phú ăn cái này là còn 15 cái rồi. Chứng tỏ Phú đã ăn hết 35 cái rồi. Kinh khủng.
Phun bắt đầu nó no lắm mọi người. Cứ đếm coi. Còn 11 cái trên bàn của Phú nha. Chứng tỏ Phú đã ăn được còn 39 cái rồi. Bây giờ Phú mời mọi người cùng ăn cái cuối cùng của Phú nha. 10 cái này á, để tới chiều Phú ăn tiếp mọi người. Xế xế Phú ăn tiếp. Phú no là Phú nghỉ nha mọi người. Chứ Phú không có gán ăn hết, cũng như là đổ đồ ăn thừa hay là ăn dối ăn gian gì hết. No thì mình nghỉ thôi mọi người, còn phần còn lại thì chiều mình ăn tiếp có sao đâu. Tại vì Phú bày lên chủ yếu là để cho mọi người thấy nhiều nè, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là Phú ăn đã con mắt đã thèm thôi mọi người, và ăn hết bao nhiêu thì có gì đâu, chiều mình cũng ăn tiếp được mà, đúng không mọi người? Và Phú thề với mọi người là Phú không bao giờ bỏ đồ ăn thừa hết, cho nên mọi người cứ yên tâm nha. Phú mời mọi người cùng ăn miếng cuối cùng của Phú nha. Và nếu mọi người cảm thấy thèm về cái món mà Phú đang ăn á, thì hãy cho Phú một nút thích, like cũng như nút chia sẻ, share video để cho tất cả mọi người cùng biết nha. Và ủng hộ kênh của Phú bằng cách là nhấn vào nút đăng ký, subscribe cũng như nút chuông thông báo để không bao giờ bỏ lỡ những video mới nhất của Phú nha. Phú hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye.